Đài truyền hình CCTV đưa tin, ít nhất 47 người thuộc 18 hộ gia đình ở thị trấn Đường Phòng, huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc mất tích sau một trận sạt lở đất xảy ra khoảng 6 giờ hôm nay 22 tháng 1. Những người này có thể đã bị vùi lấp. Trong khi đó, 200 người khác đã được sơ tán. Hơn 200 nhân viên cứu hộ cùng với hàng chục lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ sơ tán và tìm kiếm người mất tích. Sạt lở đất khá phổ biến ở Vân Nam, một vùng núi xa xôi của Trung Quốc xảy ra ở một vùng nông thôn được bao quanh bởi những đỉnh núi cao chót vót phủ đầy tuyết. Dữ liệu thời tiết cho thấy nhiệt độ ở Trấn Hùng dao động ở mức âm 4 độ C vào sáng nay. Hiện chưa rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sạt lở trên. Những tháng gần đây, Trung Quốc chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Tháng 9 năm ngoái, mưa bão ở Quảng Tây đã gây sạt lở núi, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Hồi tháng 8, mưa lớn kéo theo sạt lở đất cũng khiến hơn 20 người ở thành phố Tây An thiệt mạng.